Chị Chị tên là Evelyn ha. Sự thật thì em rất là vui với nó, là vui lắm bạn ơi. Từ khi mà chị uống nước này á thì chị cảm thấy thứ nhất là một cái lớn nhất đó là cái gai gót chân của chị. Khi xưa chị bị cái gai gót chân, chị rất là đau khổ với nó. Nhưng mà một thời gian sau, sự thật chị có uống dược thảo bên của New Skin á, mà chị uống rất là nhiều thì nó có hết. Nhưng mà có một cái là phải uống full đô đó em. Mà có thời gian cái bắt đầu cái chị thấy chị đo cái mà gọi là chống lão hóa của chị lên cao lắm, 70+, cái chị mừng quá, cái chị giảm xuống còn có nửa đô. Nhà đâu uống giảm nửa đô, 2 tuần nó đau lại. Hôm nay nó đau là sao chị mới nói chứ chết rồi, cái chuyện này chắc được uống một full đô mà phải uống suốt đời quá. Bởi vì uống nó hết mà không uống là nó sẽ coi như là nó đau. Thì bọn đó cái hoàng là đó là hên sao cái hoàng lê với chị uống cái nguồn nước này đó em. Và sau khi chị uống khoảng chừng một tháng sau chị thấy nó giảm rõ luôn á. Có nghĩa là sáng thức dậy bây giờ chị không có dùng vitamin bao nhiêu nữa, chị chỉ dùng cái mặt tinh dầu nghệ thôi. Vậy mà anh không có đau nữa, nó hay thiệt đó nha. Rồi cái thời gian mới gần đây nè, nó cười quá không biết sao tự nhiên cái mặt chị nó nổi cái nước lát lên. Mà chị buồn ghê á, tại vì á hả, rồi mình rất là sợ cái mặt mình nó bị cái này kia, là bị phụ nữ mà ai cũng đẹp lắm. Sợ cái lát này á, tại vì nó thấy nhiều người sức cái kem dưỡng biến nữa, sức xong cái da cái chỗ đó nó mỏng ha. Mà một thời gian sau cái nó tái tại mà nó còn tệ hơn nữa. Cái lúc đó chị cũng buồn quá. Cái nhà đâu cái hồi mấy chị á là sức nghệ. Mà đúng thiệt á, mình có những cái kêu bằng những cái quý có túi dùng nhà mà không biết á. Nhưng mà chị sức nghệ khoảng hôm nay được khoảng gần 10 ngày rồi, chị thấy nó giảm khoảng tới 90%, có 90% nữa. Cho nên chị thấy mừng dễ sợ luôn á, nó wow. Mà thực sự là nó giảm, nó mình vừa thoa lên ha, nó không có hề ngứa mà nó dễ chịu lắm, nó êm, thật là êm vậy đó. Cho nên bây giờ thì rất là vui. Thì mấy bữa trước cũng có nghe Lee Jonathan Lee đó cũng có chia sẻ cái nghệ mình thoa lên mặt đó, nó có thể gọi là giải quyết được rất là nhiều vấn đề của da mặt. Nhưng mà mình cũng không ngờ rằng nó hiệu quả đến nỗi mình lát á, nào giờ mình cũng không nghĩ tới nữa. Mà xong mà nó hết, nó hay thiệt á, nó giống như là nó còn hay hơn là những cái kem mà mình thoa nữa đó, nó hay thiệt á. Cho nên chị mừng với sợ luôn, chị nói wow, trời ơi, tính ra chỉ có xài có mấy viên thôi, mà một viên nó hình như chút xíu thôi mà hả, xài tới mấy ngày nó mới hết một viên. Vậy đó mà hả, cái da mặt bây giờ nó đẹp ghê khoái dữ sợ. Nên nó trời ơi, giờ để chia sẻ với mọi người cái mà lát á, mà lúc đầu hay là mình cho cái 2.5 xong, và cái sau đó cái mình cũng xài cái 11.5 xong, cái để tự động nó khô vậy đó, cái mình sẽ 6 lên, rồi sau đó cái mình cho nghệ vô. Chị để qua đêm luôn à. Rồi ban ngày cũng rất vậy luôn, mà cũng để nguyên ngày luôn, cái để vàng vậy đó chị á. Mà mới mấy ngày sau giờ cái bằng nó hết đó, mà nó lành một cách rất là êm. Trời, mừng quá trời luôn, cảm ơn Hoàng lắm đó nha. Ok, rồi còn có còn những cái khác nữa, nhưng mà thôi chắc để cho các anh chị khác chia sẻ đi ha. Mình chia sẻ có bấy nhiêu đây thôi.